Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cái video mình làm hôm nay nó gọi là đi đâu ăn gì. Mà hôm nay đặc biệt là không vô nhà hàng nha. Hôm nay không vô nhà hàng, ăn vỉa hè. Ăn vỉa hè mà ăn cái món này có vẻ hơi hơi lạ. Còn ngon. Và cũng luôn tiện đó để mà mình giới thiệu đến cho tất cả mọi người ăn bánh mì. Không mua ở đâu và chả bò mua ở đâu, hai cái này ăn là tuyệt vời cả nhà, không cần xì dầu, không cần ớt, không cần gì hết trơn, nó chỉ cần là coi như mới ra lò đó. Đây, mình đang long dong trên phố Busan. Hôm nay mình cởi cái con xe xe to tướng này đi vòng vòng Busan để mua mấy cái đồ vặt lặt vặt để ra ngoài một cái nơi ngồi ăn đây. Mọi người, mình mới dừng mua hai ổ bánh mì chợ cũ nghe, bánh mì không. Ở đây bánh mì không ngon lắm cả nhà, mới ra lò luôn. Rồi giờ đi đâu thì mình sẽ đến đó cho mọi người biết là mình đi đâu và mua cái gì để ăn cái bánh mì nha. Hai ổ bánh mì, mình cắn một miếng đầu rồi này. Cái này là đang nóng giòn luôn mọi người nha. Và còn nóng hổi luôn, đã không? Mình đang trên đường để đi qua mua giò chả. Ở đây bán cái tiệm này bán giò chả rất là ngon mọi người nha. Đi chiếc xe này nó hơi ồn. Cái giò chả Đức Hương này thì nó nằm trong cái shopping của cái khu chợ Hòa Bình tại Brockwood với là Westminster mọi người. Tại vì hôm nay mình làm cái video này á, là vì lâu nay mình cũng muốn làm cái video này, những điều bận rộn quá là những video khác để trên thích mọi người. Nhưng điều hôm nay mình làm video này hơi lạ, hơi đơn giản, nhưng điều mà giới thiệu để tất cả mọi người cái món ăn nó rất đơn giản và rất ngon, nóng hổi, hai món đều nóng hết, ăn tại chỗ. Đây, mình đang chạy trên đường Westminster, sắp đến Brockwood rồi thì sẽ gặp cái chợ Hòa Bình, trong đó là có cái nhà hàng iPlanet nổi tiếng bán đồ ánh sáng rồi mọi người nha. Đây, mình đang có mặt tại cái shopping center này. Giờ mình đến mua chả bò. Chả bò ở đây là cái chả mới ra lò luôn nha mọi người nha. Mới ra lò thì ăn với bánh mì thì nó mới đã miệng. Trong cái shopping này vui lắm mọi người nha. Đây có cái nhà hàng iPlanet đó, bán đồ ánh sáng cũng ok lắm, được lắm, ngồi có cái không khí rộng rãi vui lắm. Đây mọi người, trong cái khu này là giò chả Đức Hương đây. Giờ mình kiếm chỗ đậu xe rồi mình sẽ vào đó mua chả nha. Người nhìn thấy không, giò chả Đức Hương ở trong này có bánh mì chè kali nha, rồi có bowling crab này cũng ngon lắm này, rồi đầu kia là chợ Hòa Bình. Tóm lại trong cái khu này rất là nhộn nhịp về đêm, nhất là cái bowling crab với là bowling point, cái này là lẩu mọi người nha, rất là ngon. Mọi người có dịp ghé đây ăn cho vui. Giờ mình vào đây thì mình cũng quay nhẹ cho sơ qua cho mọi người nhìn thấy cái tiệm này có gì đặc biệt không nha. Giá cả trên này thấy mọi người ở đây người ta mua là nhiều, đưa về lắm mọi người nha. Thấy cái chọn mấy cái chả không? Chả coi như còn nóng hổi. Mình vào trong này á mà mình canh mình gọi ra trước á thì mình hỏi là chả chừng nào ra lò mọi người, thì nó mình ví dụ như mình hỏi thì người ta cho mình biết là mấy giờ thì mình ra đúng giờ luôn á thì mình mua được cái đòn chả ha. Cái này là chả bò, nó bán 11 đồng cả nhà nha. Cái giò chả Đức Hương ở đây là phải nói tuyệt vời, nhưng điều mình thích nhất là cái chả bò nó chừng nữa thôi. Thực sự mà trong này nó cũng không có nhiều đâu, vì hiện tại giờ vật giá cái gì cũng đắt cho nên nhưng điều ăn ngon là ok cả nhà. Còn đây thì hai ổ bánh mì chợ cũ. Bánh mì ở đây ngon mà rẻ hơn những cái chỗ khác. Hiện tại giờ nó bán một ổ là 1.99 đồng, còn đây thì mình mua hai ổ là 3.50 đồng, thì tính là một ổ là chưa được 2 đồng mọi người nha. Mà rất ngon, ăn nó khác tất cả những cái bánh mì xung quanh đây, cho nên mình nói một khi mà mình ăn bánh mì, ví dụ như ở nhà mình nấu bò kho
hoặc là nhà mình ăn bánh mì ép la, hoặc là mình ăn nó gọi là steak rồi cái này kia, hoặc ăn bún bò Huế đó. Và tóm lại ăn những cái gì mà cái món gì mà thuộc về nó cần cái bánh mì thì mình đều ra ngoài cái chỗ chợ cũ nó bánh mì. Cái bánh mì chợ cũ này thì nằm ngay cái đường đường này coi là Magnolia với là đường Haya. Đó nằm ngay corner luôn, bánh mì chợ cũ mọi người nha. Để coi đây có cái tên không nha. Đây thì mình thấy không có cái tên, nhưng điều cái tên của thì bánh mì chợ cũ. Còn cái chả bò này là mọi người nhớ là Đức Hương thì theo cái khẩu vị của mình đó là mình rất thích. Cho nên hôm nay mình làm cái video này á là ăn bánh mì mới ra lò và ăn chả bò mới ra lò. Đơn giản vậy thôi mà rất ngon, rất ngon. Thôi hẹn mọi người cái địa điểm bật mí. Cái địa điểm cũng rất là đơn giản mà cái địa điểm cũng rất là đẹp với mọi người nha. Anh vào nhà hàng anh biết rồi nó cũng chán đó mọi người, cho nên là lạ xíu ở ngoài anh cho nó thoáng mát và ngắm cảnh, và anh cái món này như là thích có người ăn giống như mình. Nhìn sao ngon là được rồi mọi người nha. Mình là đường Bô Sa mọi người. Đây mình chạy chiếc xe này á thì nó hơi ồn chút xíu, mọi người thông cảm nha. Về thỉnh thoảng sách con xe này chạy vòng cho vui để mọi người tới nơi rồi nha. Giờ mình chờ cái đèn xanh cái là mình sẽ quẹo vào. Đó là một cái công viên cái tên là gọi là tên Mount Square Park, tại trung tâm của khu người Việt đông nhất tại Nam Cali, ngay trung tâm Bô Sa đó mọi người. Cái công viên này là rất nổi tiếng, một công viên là rất đẹp, nó có sân golf rất là sạch sẽ, và người nó thuộc về cái thành phố Fountain Valley, và người ta ra đây tập thể dục, chạy bộ, thậm chí cả mình đi xe đạp, chạy bộ, chơi basketball, rồi dẫn vợ dẫn con ra đây cắm trại, ngồi dừng liều lên, rồi đưa đồ ăn theo, ăn uống, nghỉ ngơi. Và nói là mình thấy một cái công viên mà nằm tại cái trung tâm của người Việt luôn, rất là đẹp luôn. Thôi giờ đèn xanh, bây giờ mình chạy vào này. Giờ mình sẽ tìm cái địa điểm để mình đáp, và mình sẽ ngồi và nói là hưởng thụ không khí trong lành của cái công viên, và ăn những cái món mà mình ưa thích, và làm cái video để gửi đến cho tất cả mọi người. Mọi người nhìn thấy công viên đẹp không mọi người? Đó, rất là sạch sẽ, rất là mát, mà rất là hay mọi người nha. Phải nói là mình chưa thấy một cái công viên nào ở đây mà mình thấy nó thích vậy. Nằm ngay khu Việt Nam nữa, nó mới đọc đấy chứ. Đó. Mình tìm một cái nơi thoáng mát, trong lành, đẹp. Xung quanh là đường xe chạy là cây cối rồi quá đẹp. Chưa biết tìm chỗ nào đây mọi người, sẽ có chỗ thôi. Rồi có rồi đó, mình nhìn thấy rồi mọi người nha. Bây giờ mình sẽ chạy qua bên này. Tìm cái chỗ mà có bóng mát chút xíu để mình đáp đây. Đây, hôm nay mình có cái này mọi người. Đây, hồi nãy mình quên nói là đây cái ly cà phê hồi sáng này mình có ghé Trung Nguyên mua ly cà phê, và đây là cái đòn chả. Đây, còn thiếu cái gì? Đây là hai ốn mì. Bánh mì nóng hổi này. Đây hai ổ mì mà mình nói là mình mua nãy này, đây hai ổ dài, một ổ này mình nói hai ổ mình mua 350 đó, rất là giòn, bẻ giòn tan mọi người, thấy không?
đây là đòn chả. Bây giờ mình mở đòn chả ra để mình giới thiệu đến cho cả mọi người. Không, mình không có dao, không có gì hết trơn. Có sao anh chị nha. Cái này là với cái lá chuối người ta bọc bao lông ở ngoài. Công viên này buổi sáng á, cho nên cũng vắng lắm mọi người. Thường thường người ta ghé đây là buổi chiều. Thường thường có con dao thì hay hơn, nhưng sao mình ra đây thì đâu cần mấy cái đó đâu. Có cái gì dùng cái đó không sao hết. Nhìn cái cục chả to mà có như chút xíu nha. Đây mọi người nhìn thấy không? Nè, nguyên cả cái đòn chả vậy đó. Mày có chừng này thôi nè. Thấy không? Xem rớt này. Đây nó có chừng này thôi mọi người. Giờ mình cầm ăn luôn nha, mời tất cả mọi người nha. Bánh mì giòn tan, chả nóng, bánh mì giòn, nhiều cái tiệm á mọi người. Vậy cũng có luôn, nhiều cái tiệm á, cái bánh mì này á, khi mà mình cánh á, nó rụng ra từng mảnh cho nên nó không có ngon. Còn cái bánh mì này á, nó cũng rụng mà rụng ít, nhưng được cái vỏ rất ngon mọi người. Cho nên mình nói á, bánh mì nóng rồi chả cũng mới ra lò nữa, bánh mì mới ra lò, chả mới ra lò. Có ly cà phê nữa. Trời nắng buổi sáng thôi mọi người, nó dễ chịu. Một ly cà phê Trung Nguyên này bán gần 7 đồng mọi người. Mình mua cái ly nhỏ, cái này là cà phê muối nha. Quá đã. Mọi người nhìn thấy không? Rất đơn giản. Cho nên mình nói là mình làm cái video không giống ai đó. Thích cái gì làm cái đó mọi người à. Vui là được rồi. Nhìn ngắn vậy chứ cắt ra rất nhiều mọi người nha. Người biết là vừa rồi á, mà Tết đó mình ra mua 2 ngày luôn, không có cái chả này. Người ta đặt nhiều quá cho nên người ta làm không kịp. Ngon, đơn giản mà ngon mà mẹ.
bị nó dẫn chó đi rồng. Mình thích ăn cái đòn này, giò nọc nó dặn tao luôn. Trời bắt đầu nắng lên rong đóng, vì giờ cũng 11 giờ hơn rồi mọi người. Ồ, nó dài à, mình ăn cùng nó một nửa. Cái con viên này buổi chiều là người Việt mình ra đây nhiều lắm mọi người. Mấy người lớn tuổi ra đây đi bộ, rồi mình thấy mấy phụ nữ ra để đi xe đạp cũng nhiều lắm. Công nhận đã hiểu không? Này mà anh đang ra chặt hết cục chả mọi người. Anh đã dự hết nửa ổn mì với hết nửa cục chả mọi người. Xong uống ly cà phê no. À, no rồi mọi người. Giờ đậu xe đi bộ một vòng rồi về thôi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Cái video nó hơi đơn giản, video nó hơi bộc mạc, video cái video nó không có gì là rườm rà lắm mọi người nha, đơn giản vậy thôi. Và luôn tiện đây mình cũng giới thiệu đến mọi người là cái bánh mì với là chả Đức Hương. Thôi chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh của Hoàng Family TV bấy lâu nay. Chào mọi người, hẹn mọi người tiếp video nha, tiếp theo.